Chào các bạn, Đăng Phương Auto hôm nay sẽ thực hiện lắp bộ Auto Lighting. Nói đơn giản nó là bộ chiếu sáng tự động dành cho xe. Thì với bộ này thì chúng ta chỉ phải đấu 3 dây thôi ạ. 3 dây. Chúng ta sẽ đấu một dây mát, một dây tín hiệu và một dây dương. Thì với dây tín hiệu này chúng ta sẽ đấu vào công tắc. Đây ạ, công tắc pha cốt đây ạ. Và dây mát thì chúng ta đấu vào thân xe. Và dây lửa thì chúng ta cũng lấy tín hiệu ở trong này ra luôn. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ tháo ốp vô lăng ra. Thì chúng ta đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây có một con ốc, đúng không ạ? Và bên này có một con ốc nữa. Ngoài hai ốc sườn thì chúng ta sẽ phải tháo một ốc ở phía trong dưới. Phía dưới đây ạ. Rồi, một ốc dưới đây. Khi chúng ta tháo xong tháp lô thì chúng ta sẽ tiến hành dò dây. Thì với bộ này thì chúng ta sẽ lấy một cực là dương. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ dò bằng bút dò nhé. Chúng ta sẽ thử bằng bút dò, sau đó thì chúng ta bật bóng test đi ạ. Bật bóng test lên. Sáng, tắt đi là tối. Và tiếp theo thì bật bóng cốt. Chúng ta sẽ phải dò một bóng dây tín hiệu test và bóng dây tín hiệu cốt. Tắt bật sáng là đúng dây đấy ạ. Ở đây thì chúng ta với vai ớt thì chúng tôi dò được hai dây tín hiệu, đó là một dây màu xanh và một dây màu đen. Đây ạ. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đấu bộ như các bạn đã thấy, dây đen chúng ta sẽ đấu vào đây ạ, vào tín vào đường ra của từ công tắc. Dây đen của bộ auto ạ. Dây xanh chúng ta sẽ đấu vào dây xanh, lúc đấy chúng ta nhìn thấy rồi. Và cái dây đen vào lúc ban đầu như tôi nói thì chúng ta sẽ đấu gộp vào một tín hiệu dây xanh này ạ. Đây ạ, dây đen dây xanh xuống bộ đấy ạ. Còn dây dương là dây mát, dây dương là dây AC thì chúng ta sẽ đấu vào một dây tín hiệu lấy từ điện bình ắc quy. Đây ạ, như trường hợp này thì chúng tôi sẽ cắm vào cổng đây ạ. Sau khi chúng ta đấu dây xong thì chúng ta sẽ hoàn thiện bộ này gọn và chúng ta tiến hành lắp bộ đấu dây auto lighting xong thì chúng ta sẽ tiến hành đi dây cho cảm biến ánh sáng. Đây ạ, đây chúng ta có rác từ bên trong của bộ cảm biến bộ auto lighting đi ra. Thì chúng ta sẽ đi vòng vào trong hốc này và chúng ta có thể đặt ở đâu trên mặt kính tùy chúng ta. Với bộ này thì chúng tôi đang đặt nó ở đây ạ. Hơi khó nhìn đúng không ạ? Đấy ạ. Đây ạ. Chúng ta sẽ đặt ở mép kính ạ. Sau khi chúng ta tiến hành đi dây xong thì tôi sẽ tiến hành test thử bộ này cho các bạn xem. Trước tiên thì chúng ta để công tắc ở chế độ bóng bật ở chế độ test ạ. Bóng test. Sau đó thì chúng ta sẽ test thử cái bộ này. Đây là đèn đang sáng ạ. Với bây giờ là đang 6:30. Đấy ạ. Khi chúng ta đưa ánh sáng vào thì đèn sẽ tự động tắt. Đấy ạ. Tắt. Sáng. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đăng Phương Auto đã thực hiện lắp đặt xong bộ auto lighting cho xe Vios. Các bạn quan tâm hãy truy cập vào website shopauto.vn hoặc Đăng Phương Auto để lựa chọn những món đồ yêu thích. Xin cảm ơn.